tử cung có 3 nhóm thôi: nhóm lành tính, nhóm ác tính và cái nhóm trung gian. Rồi, tổn thương tiền ung thư là chủ yếu là chẩn đoán dựa vào môn học, và đó là những cái tổn thương mà người ta gọi là sinh nha, là tân sinh trong biểu môn cổ tử cung, gọi tắt là chữ sinh. Thì cái sinh á, sinh hoặc là ung thư cổ tử cung thì chủ yếu là do ảnh hưởng của HPV, và cái nhóm này thường là bất thường của cái tế bào của vùng trực tiếp. Rồi, sinh nó có 3 mức độ, nãy mình học rồi. Sinh có 3 mức độ: sinh 1, sinh 2 và sinh 3. Cái số càng cao thì cái mức độ tổn thương tế bào nó càng nặng, và cũng không nhất thiết ung thư nó phải trải qua 3 cái giai đoạn 1, 2, 3, mà có khi là gì, 1 nên có thể nó tế bào nó biến đổi bất thường thẳng thành ung thư luôn, chứ không có nhất định phải qua từng cái giai đoạn là 1, 2, 3 rồi mới thành ung thư. Và nếu mà sinh 1 thì cái khả năng mà trở về bình thường, tế bào trở về bình thường đó có thể hơn nữa 50%. Rồi tổn thương càng cao thì cái khả năng mà trở về bình thường nó càng thấp đi. Rồi cái vai trò của HPV đối với sinh hay ung thư cổ tử cung đó, thì HPV là nguyên nhân hàng đầu gây ra ung thư cổ tử cung. Thì cái này người ta nghiên cứu, thật ra là người ta nghiên cứu giống như ngược lại, có nghĩa là những người mà bị ung thư cổ tử cung đã được chẩn đoán ung thư cổ tử cung rồi đó, thì họ làm xét nghiệm, họ được làm xét nghiệm HPV à, thì gần như là thấy những cái người này đều có nhiễm HPV hết. Còn nếu mà mình nói ngược lại đó, một cái người nhiễm HPV thì không hẳn là kết cuộc đi tới cuối cùng chắc chắn là bị ung thư, không có phải hẳn là 100% vậy, mà một người nhiễm HPV có thể là bị nhiễm như vậy, coi như giống như mang sống chung với con virus HPV vậy. Rồi cái HPV đó nó có thể gây ra cái tổn thương mức độ, ví dụ như là về bá thì có thể là, nếu mà nhiễm HPV nha, có khi bá ở tinh thần nha, rồi có khi bá có thể là nhiễm mới ở mức độ acute hoặc là low siêu hay siêu gì đó nha. Nhưng mà nếu mà hay siêu thì cũng phải cẩn thận nha. Còn nếu mà đối với như vậy đó thì HPV là cái coi như là những cái nguyên nhân gây nguyên nhân hàng đầu của ung thư cổ tử cung. Nhưng mà mình phải hiểu một cái điều là một cái người mà nhiễm HPV thì không hẳn là sẽ bị ung thư, mà sẽ có nguy cơ cao, khả năng cao bị ung thư thôi, chứ không hẳn lúc nào cũng sẽ bị thành ung thư hết. Rồi HPV đó nó có khoảng 100 tiếp, thì chỉ có một số tiếp là nguy cơ cao thôi, trong đó 16, 18 là nguy cơ cao nhất. Rồi những cái tiếp theo nha, chính vì vậy đó vaccine ung thư phòng ngừa ung thư cổ tử cung đầu tiên là sẽ là hai tiếp phòng chống, hai tiếp 16-18 là ta kêu nhị giá đó, rồi sau đó mới theo dần dần đó mới tứ giá, hiện giờ mới nhất là cửu giá, có nghĩa là có 4-9 á, chín cái tiếp nha, cái vaccine á 10-9 tiếp. Cho nên là gì, chích ngừa ung thư cổ tử cung không hẳn là sẽ không bị nhiễm HPV, nhiều khi mình nhiễm những cái tiếp khác nữa. Đương nhiên thường người ta nói chích thì khả năng mà nhiễm HPV thấp, tại vì nó còn kháng thể, coi như là nó còn kháng chéo gì nữa ha, là nó còn cơ bản là những cái tiếp đó, nhưng mà nó có thể nó kháng những tiếp khác được ha. Rồi đối với khi mà một khi nhiễm HPV thì tùy theo cái DNA của con virus đó, nó xâm nhập mức độ nào vô bộ gen của cái tế bào vật chủ, mà nó có thể là gì, một là chỉ là coi như giống như người lành mang trùng, rồi hai là có thể là những cái tổn thương tiền ung thư. Thì nếu mà nó xâm nhập vô cái tế bào mà ở mức tế bào ở dòng dòng thôi, ở tế bào chất thôi, thì nó sẽ gây những cái tổn thương dị sản, những cái tổn thương tiền ung thư. Còn nếu mà nó xâm nhập vào cái bộ gen của tế bào chủ đó thì nó sẽ gây ra tổn thương ung thư. Thì đương nhiên khi mà nhiễm HPV là đã nguy cơ cao bị ung thư cổ tử cung, thì có những cái yếu tố đồng nhiễm nữa,
nhân mới có thể bị ung thư cổ tử cung, chứ không hẳn là chỉ có một cái tác nhân HPV là bị ung thư cổ tử cung. Ví dụ như là nói chung rất là nhiều, chẳng hạn là sinh đẻ nhiều lần thì hoặc là hút thuốc hoặc là có mắc những cái bệnh lây qua đường tình dục thì cũng sẽ tăng nguy cơ lên. Rồi một khi mà nhiễm HPV thì 80% cơ thể có thể tự đào thải được HPV. Rồi 20% nếu mà nhiễm tiếp tục thì có thể là gì, nó mới bắt đầu nó xâm nhập vào cái tế bào, vô cái DNA của tế bào, của coi như xâm nhập vào cái tế bào vật chủ đó, thì nó tạo thành những cái tổn thương ở nhiều cái mức độ sinh 1, sinh 2, sinh 3, rồi mới thành dần dần á. Nếu mà có nhiều cái yếu tố đồng nhiễm lên thì mới bị ung thư. Vì vậy sẽ tùy theo mỗi cá thể, có khi nhiễm HPV 1-2 năm bị ung thư, rồi có khi là gì 5 năm, 10 năm, 20 năm mới tiến triển thành ung thư nhiễm HPV đó. Cho nên sẽ phải tùy theo. Chính vì vậy bây giờ người ta nói ung thư là nhiều khi có người ta nghiên cứu về ung thư đó, người ta nghiên cứu về gen nữa. Có những cá thể là cái gì rất là coi như là nếu mà nhiễm cái tố nguy cơ đó thì có cá thể là coi như là không có bị diễn tiến thành ung thư, mà có những cái cá thể là sẽ bị ung thư đó. Vì vậy mình sẽ coi nhiễm HPV mà để thành ung thư thì đa số là cần phải có một cái thời gian dài. Chính vì vậy mới cần tầm soát ung thư cổ cung đó. Ví dụ như là cái bát thì nếu mà cái bát bất thường cũng đừng có quá mà lo lắng. Tại vì cái bát bất thường đó thì còn phải, ví dụ như là chỉ mới tế bào thay đổi ở mức tế bào thôi. Và nếu mà mình coi như là mình tập, coi như mình theo dõi, mình có kế hoạch tầm soát đó, thì có thể là cái thời gian nó có thể nó đứng ở đó, hoặc là có thể nó cái tiến triển nó chậm. Đây, tổn thương tiền ung thư đó là chủ yếu dựa vào môn học, có nghĩa là chẩn đoán dựa vào bác, đặc biệt nhất là chẩn đoán dựa vào cái sinh thiết của tử cung. Nếu mà bác thì lô siêu và hai siêu mới là những cái tổn thương tiền ung thư. Còn cái AC là những cái tế bào biến đổi không điển hình á, là giống như cái thùng rác vậy đó nha. Tế bào bình thường thì không rõ là bình thường, rồi tế bào bất thường kiểu lô siêu hay siêu thì nó cũng chưa tới nữa, cho nên sẽ được quặt vô cái hạt cốt nha. Còn nếu mà lô siêu và hay siêu thì thường là cái tổn thương nó được đưa vào nhóm là tổn thương tiền ung thư, cần phải có những cái theo dõi, có những cái kế hoạch theo dõi nó khác. Đây, ví dụ như còn mức độ sin, chẩn đoán sin là phải sinh thiết của tử cung đó ha. Thì sin 1 là cái việc mà cái HPV nó tấn công bao nhiêu lớp tế bào, nhất là biểu mô lát á. Biểu mô lát thì mình thấy là gì, là một dải gồm nhiều, rất là nhiều hàng tế bào đó, gồm tế bào biểu mô, tế bào bề mặt, rồi trung gian, rồi cuộn đáy, rồi lớp tế bào đáy đó, thì tùy theo nó xâm nhập ở cái mức độ bao nhiêu cái lớp ha, thì nó qua sin 1, sin 2, sin 3. Còn nếu mà nó xâm nhập được cái tế bào đáy và nó xâm nhập xuống cái mô đệm á thì nó là ung thư. Rồi như vậy chẩn đoán sin phải dựa vào rất là nhiều, nhưng mà chủ yếu nhất là mô học. Thì cái mô học là bắt đầu từ sinh thiết nè. Còn cái nhóm ở trên đây khám lâm sàng, thì khám lâm sàng đôi khi những cái tổn thương tiền ung thư thì mình nhìn không phát hiện được bằng mắt thường nha. Chủ yếu là dựa vào cái tế bào học là làm bác đó. Rồi nếu mà bác có bất thường thì người ta thường sẽ coi coi có HPV hay không, là cái yếu tố cộng dòm hay không đó. Rồi người ta cũng sẽ soi tử cung để định vị, để bấm sinh thiết, có cần bấm sinh thiết hay không. Rồi nếu mà biểu mô lát mà có bất thường, sinh thiết mà có sinh 1, sinh 2, sinh 3 đó thì bắt buộc sẽ nặng tên. Tại vì sinh 1, sinh 2, sinh 3 là đang nói là bất thường biểu mô lát thôi, phải nặng tên tử cung để coi bất thường có lan tới bất thường biểu mô trụ hay không. Rồi hết chớp có nghĩa là sinh thiết thì mình bấm cái mô nhỏ, còn tới khi mà mình thấy có vấn đề rồi đó
thì mình sẽ phải, đây là cũng là một cái cách điều trị xin luôn ha, là mình sẽ phép bỏ cái chỗ mà cái tế bào bất thường đó, thì mình sẽ phép cổ tử cung ngay cái vị trí đó ha, cái vị trí tế bào bất thường đó. Rồi còn nữa thì gì, cắt tử cung luôn. Nói chung là chẩn đoán cái nhóm sinh thiết, tạo cơ, ghép chớp, cắt tử cung đó là chẩn đoán mô tròn nè. Cắt tử cung thì đương nhiên đừng có hỏi cái câu hỏi ngớ ngẩn là cắt bán phần hay cắt toàn phần nha. Tại vì nếu mà đã bất thường của cái cổ tử cung mà cần phải cắt tử cung á, thì đương nhiên là phải cắt tử cung toàn phần. Tại vì cắt tử cung bán phần là gì ạ? Vừa là cái cổ tử cung, đúng không? Cho nên tự nhiên bệnh là cái cổ tử cung cần phải cắt tử cung, mà tự nhiên cắt tử cung bán phần vừa là cái mặt bệnh thì đâu có nghĩa gì ha. Như vậy là xin á là chẩn đoán chủ yếu là dựa vào cái mô học. Rồi đối với xin thì tùy theo mức độ, thường xin 2, xin 3 sẽ có điều trị, còn xin 1 thì có thể cân nhắc, 1 là theo dõi, 2 là có thể điều trị. Thì nếu mà điều trị thì thứ nhất phải xác định coi cái vị trí xin nó nằm ở đâu của cổ tử cung em, là coi như nhất là tương đương là lúc mà mình sâu cổ cung á, mình thấy cái bên trắng nó nằm ở vị trí nào, rồi kích thước cái bên trắng đó, rồi chính xác là phân loại là khi mà mình bấm sinh thiết đó thì cái mức độ xin đó là xin 1 hay là xin 2 hay xin 3. Tại vì ví dụ như xin 1 thì có thể mình không điều trị, nhưng mà xin 2, xin 3 thì ít nhất là mình phải điều trị một là tại chỗ, còn có thể là mình điều trị là cắt luôn toàn bộ, rồi và phải loại trừ là không có tổn thương xâm lấn. Ví dụ như là mình sẽ coi đây chắc chắn là chỉ xin không, hay là nó là ung thư, hoặc là coi cho nó có lan vô kênh cổ tử cung hay không. Nên những cái phương pháp điều trị xin thì chủ yếu là những cái phương pháp mình phá hủy cái mô xin đó, cái mô mà tế bào bất thường đó thì có thể là mình cắt lại, hoặc là mình đốt lại, hoặc là đốt laser, hoặc là đốt điện. Thì nếu mà làm cái nhóm đốt này nè, phá hủy này nè, thì thường là mình sẽ đốt mất cái đám tế bào bất thường đó. Còn nếu mà mình khép chớp á với cắt tử cung thì có ưu thế là mình sẽ phép cái mổ mô lớn hơn, và thường là sẽ mình đọc giải phẫu bệnh lại được nữa. Còn nếu mà mình đốt cái đám mà coi như mình phá hủy thôi đó, mình đốt chứ mình cắt thôi, cái thường cái này là mình đốt lạnh nè, đốt lạnh, đốt laser, đốt điện á, thì mình phá hủy mất cái mô luôn rồi. À, thì mình phải đợi thời gian rồi mình phải kiểm tra lại. Còn nếu mà mình phép á, mình phép hoặc là mình cắt tử cung thì cái mổ mô lớn hơn mình lấy đi và mình đi làm xét nghiệm được một khẳng định lại một lần nữa. Rồi đó là xong cái bài tổn thương lành tính cổ tử cung với tổn thương tiền ung thư cổ tử cung.